trục đường Lê Thanh Nghị, đường 10m, vỉa hè 13m. Hôm nay gửi đến quý anh chị một căn sập hầm, sập nặng bán trả ngân hàng. Đường Lê Thanh Nghị, một trong những tuyến phố kinh doanh ẩm thực sầm uất nhất thành phố Đà Nẵng hiện nay, quận Hải Châu. Hôm nay gửi đến quý anh chị một căn nhà. Căn nhà màu trắng này, 3 tầng, 1 trệt 2 lầu, nằm phía hướng Tây Nam. Phía Nam bên đó thì lề 13m quý anh chị. Căn nhà này bán trả ngân hàng. Nếu bán không được, đến trước ngày 29 tháng 3 bán không được thì không bán nữa. Giá sập hầm duy nhất một căn 8 tỷ rưỡi, diện tích 70m², chiều ngang 5m, chiều dài 14m. Nhà một trệt 2 lầu quý anh chị, nằm sát bên cái cửa hàng siêu thị VinMart này. Nhà một trệt 2 lầu 5x14 quý chị ha, hướng Tây. Khu này khu kinh doanh sầm uất. Quý chị nào ở Đà Nẵng chúng ta sẽ biết được vị trí con đường hôm nay ha, đường Lê Thanh Nghị. Đường này chúng ta kinh doanh đa ngành nghề. Riêng phía hướng Tây thì kinh doanh các việc nhà hàng ăn uống. Phía hướng Đông này thì làm kinh doanh các mặt hàng khác rất là tốt quý chị. Hiện tại đường Lê Thanh Nghị giá rẻ nhất là 11 tỷ 200 triệu một căn nhà. Căn nhà hôm nay chủ cần tiền bán gấp 8 tỷ rưỡi, bán để trước ngày 29 tháng 3 thôi quý anh chị. Sau ngày 29 tháng 3 quý anh chị xem video này thì không bán nữa ha. Quý anh chị nào xem được video này thì hãy gọi tới Chiến để sở hữu căn nhà hôm nay. 8 tỷ rưỡi. Riêng giá đất không đã là 9 tỷ rồi, không có bán rồi quý anh chị ha. Một trệt hai lầu chúng ta, nhà này thì bán sát thôi quý anh chị ha. Chỉ bán sát nhà thôi, không có gì đâu bên trong cả. Chúng ta về sửa lại tầm 500 triệu nữa. Quý anh chị chúng ta đầu tư thì có thể sửa lại để chúng ta bán lại. Giá hiện tại đang rẻ nhất thị trường, không bao giờ có căn thứ hai như thế này luôn quý anh chị. Bán để trả ngân hàng, bán gấp. Chỉ còn đúng đến ngày trước ngày 29 tháng 3 bán lấy công chứng luôn, không cọc, không gì hết. Quý anh chị đã sẵn tiền thì hãy gọi tới Chiến để sửa căn nhà hôm nay nha. Mặt phố Lê Thanh Nghị mà giá như trong các đường nhánh phía trong thôi quý anh chị ha. Đường này thì kinh doanh rất là sầm uất luôn, chúng ta cho thuê lại vẫn được ha. Mỗi căn nhà ở đây cho thuê nguyên căn tầm 20 đến 25 triệu tùy vị trí cũng như là tùy căn nhà. Quý anh chị chúng ta muốn đầu tư để giữ tiền thì đây là một mức giá hiện tại đang rất là tốt, rất là rẻ. Rẻ nhất thị trường Lê Thanh Nghị. Diện tích 5 x 14 hướng Tây,